Chào các bác nhé. Buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục lại đăng clip giới thiệu cho các bác về những sản phẩm về điều hòa. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì em đăng lên đây cho các bác có nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em với những con máy, với những công suất. Và ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì em giới thiệu đại diện cho các bác xem về một số con, về một số mẫu điều hòa, làm sao để các bác có thể lựa chọn cho mình những cái công suất để phù hợp với phòng của các bác. Và các bác ưng máy nào thì các bác có thể nhấc alo điện thoại cho em. Bởi vì em đăng lên đây là trong này thì có 2, 4, 6, 7 con điều hòa. Đấy là đại diện ở cái clip ngày hôm nay. Còn bên trong thì em vẫn còn rất nhiều mẫu điều hòa để các bác có thể lựa chọn. Hoặc là các bác nào có nhu cầu thì theo dõi clip thường xuyên, hoặc là bạn đã biết thì có thể điện thoại qua Zalo cho em để đặt hàng những cái máy mà mình cần, mong muốn. Đấy, giới thiệu với các bác là đây là 7 con điều hòa, thì nó sẽ có từng công suất một để phù hợp cho các bác. Đây là những cái mặt hàng mà em tuyển chọn, là máy rất đẹp luôn. Đấy, con đầu tiên là con 9000 BTU, là hàng dàn hàng Invector. Tất cả ở đây đều là hàng Invector các bác nhé. Từ máy Nhật thì 100% là Invector rồi. Thì em giới thiệu ra đây cho bác là, và giới thiệu các bác luôn là những con máy này đều là của dòng máy Panasonic. Thì đầu tiên là con 9000, và thứ hai cũng là 9000 các bác nhé. Thứ ba là 16000. Đấy, con này là 16000 này. Tiếp theo là con 16000 tiếp theo. Đấy, con này là 20000. Và một con nữa là viền đen là 24000. Và một con mắt liếc là 18000. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về từng công suất một thì có thể liên hệ với em. Đấy, em sẽ quay một dàn máy của dòng máy Pana đây. Đấy, để các bác có thể chiêm ngưỡng được cái độ những cái sản phẩm mà em lựa chọn. Đấy, em sẽ quay lần lượt để cho các bác có thể nhìn thấy được những cái máy xung quanh. Rồi, thì em sẽ giới thiệu về cơ bản. Đấy, con đầu tiên là con 9000 là dòng thường, tức là nó chỉ có 2 chiều Invector thôi, chạy bằng dòng ga R410A. Và con tiếp theo cũng tiếp tục là cũng là 9000, như con này thì thêm có là cái hàng tính năng, có Eco và Eco Lavi, tức là chức năng tiết kiệm điện ấy, và có vệ sinh dàn lưới nhá. Và tiếp theo là con đầu 40 là 16000 tiếp theo. Thì con này là con của dòng cũng là tầm VIP tầm trung, tức là con này có mặt dâng và có auto clear. Đấy, và con tiếp theo nữa là con 16000, thì con này có công nghệ thêm nữa. Ngoài có Eco Lavi và có vệ sinh dàn lưới thì con này thêm có lao lô khử khuẩn của dòng con này, thì dòng này gọi là dòng giả viền đen các bác nhé. Đấy, chỉ có không có dâng thôi, còn đầy đủ tất cả công nghệ. Đấy. Và con tiếp theo nữa là con đầu 56, tức là 20000 BTU. Thì con này thì nó là dòng Invector thường thôi. Đấy, nhưng mà con này cục lóng rất to luôn, dòng cũng như cục lóng máy VIP. Đấy, thì con này các bác có thể lắp được những phòng lớn từ 35m2 lùi về. Và tiếp theo nữa là một con 24000 viền đen, hàng cao cấp luôn. Đấy, con này thì đầy đủ công nghệ, có Eco Lalo khử khuẩn và có mặt dâng auto clear dọn dàn, có cảm biến nhân nhiệt nhé. Riêng này con này là hàng full nhé các bác nhé, và có màn hình nhiệt độ phòng. Và tiếp theo là con 18000 BTU. Đấy, con này thì của dòng mắt liếc, anh em cũng rất là nhiều người biết này, và đây nó cũng là thuộc dòng VIP, nó ngang ngửa với lại những cái dòng viền đen, có dòng mắt liếc và viền đen. Thì con này thì nó đầy đủ công nghệ, có Eco Lalo khử khuẩn và có vệ sinh dàn lưới, cảm biến thân nhiệt, có hiển thị nhiệt bộ hóa phòng và có mắt camera. Riêng con này, con đầu 50 là 18000 này. Đấy, để em giới thiệu cho các bác là một số con như vậy. Thì tất cả những máy dòng máy Nhật em đã nói nên rất nhiều ở tất cả những video, thì đều là 2 chiều và biến tần Invector. Đó là những cái công nghệ mà người Nhật luôn luôn đem lại cho bên họ. Đấy, những cái tính năng. Và thứ nhất là chạy lạnh không khô da, giống như những cái dòng điều hòa khác. Đấy là những cái nét nổi bật của dòng máy Nhật. Và thêm một cái nữa là tiết kiệm cực kỳ điện. Đấy,
Thì buổi chiều ngày hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác là những cái con máy mà được em lựa tuyển chọn. Vậy bác nào có nhu cầu về những dòng máy đẹp và những cái máy mà em giới thiệu đến đây thì các bác có thể nhấc điện thoại alo cho em. Rồi một lần nữa thì em cũng xin dừng video, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Và bác nào có thể theo dõi kênh thì có thể đăng ký kênh ủng hộ cho em và chia sẻ cho mọi người biết. Vâng, xin chào các bác.